Hi, chào anh em nói chị chào lớp mình nhập từ lúc S98. Ở đây là video bán tập số 343 của mình với cái ác ở server số 80. Một server không cũ cũng chẳng mới. Đội hiện tại đang sử dụng là đội hình sáng thế hổ với ba con hổ xịn, đó là Kha Phẩy, Kula và Khao đấy. Con hổ số 4 chính là Anis. Khi một đội hình nào đó nó có ba hồn giống nhau thì Anis sẽ biến lên cái hồn nó thành một cái hồn số 4, bốn hồn giống giống hết nhau đúng không, hình thành nên một khái niệm gọi là team sáng thế. Ở đây là team sáng thế hổ. Hai vị trí còn lại là hai võ sĩ nữ kỹ nữ bậc nhất hiện tại, đó là Leola Dị và Kula, tất cả đều thức tỉnh vũ khí nào đầy đủ. Ở đây mình cũng check môn luôn để các anh em nhìn nó thật rõ ràng về mặt đội hình. Robot kích chí mạng cùng với Kha Phẩy và hai con này đã lục bột. Đây là hai con đam chủ lực đúng không, cao nét 6 sao và đã đang trong quá trình nhị môn. Mình nói luôn là ác này hoàn toàn nâng lên full môn cho Khao Nét được nha. Các bạn nhìn thấy cái lượng cái gì đây chưa? Đó là 132 mảnh mảnh Khao Nét đúng không? Hoàn toàn ác này mình xác lại là có thể nâng môn tối đa cho Khao Nét. Các anh em chủ về quốc thôi. Mình nói luôn chủ ác là cũng chơi hai ác cho nên là hơi bỏ bê ác này một tí. Các anh em nào mua về thì cái lên VIP cao, kim cương nhiều đúng không? Đội hình thì ngon. Các anh em nào mua về thì chú ý để mà bùi cho nó to to lên. Chắc chắn là sẽ tăng thứ hạng trong server. Ok, Leola Dị đã tam môn, bạn nào mua về cũng có thể nâng lên từ môn tiếp. Kula cũng đã tam môn, cuối cùng Anis thì đang trong quá trình nâng nhị môn. Viện trợ là con này là con Yuri cũng đã cái gì lên tới tầng lục môn rồi đúng không. Ok, đội hình hai các đội hình gấu các anh em có thể gọi là cân nhắc rồi. Về thứ hạng trong đấu trường này thì mình nói luôn là do không online nên thành ra cũng bị tụt một tí, còn không mà nó cũng làm trong top 2x chắc chắn đấy, đùa đâu. 1x thì nó hơi gọi là chơi với tí. Hiện lại tại đang là tròn hạng 30, một hạng cũng không phải thấp lắm. Về mặt cái gì nhỉ, túi đồ của hạng này, đây đồ hiệu cuốn sách, hồn ký Kha Phẩy còn dư cái, yêu đây dị dư hai cái, 96 mảnh vạn năng. Số các thẻ ở đây thì tất nhiên cao nét là số thẻ mình nghĩ là quan trọng hơn cả. Omega Dugo các anh em có thể cân nhắc đùa vòng 2, bởi vì dù sao thì team này nó cũng đang hơi thiếu vệ một tí đúng không. Rồi ok, phần còn lại không quan trọng lắm, 21 trường thật, một ít túi yêu cơ. Rồi ok, về định hình tương lai thì mình nghĩ là thôi bỏ robot đi, thay bằng Omega Dugo, thế là perfect thôi, đúng không? Thế là perfect thôi. Mình nghĩ rằng Omega Dugo sẽ nội trong sau cái đợt quay mèo tháng này là sẽ có thôi. Cái này mình xin nhắc lại là chắc chắn sẽ đủ kim cương quay mèo, các anh em online đầy đủ, anh em online đầy đủ, hoàn thành đủ các nhiệm vụ, quay vòng quay mắn 8 tiếng một giờ đều tay bằng, đúng không? Chắc chắn là sẽ đủ kim cương để quay mèo tối đa. Khi bốc mèo tối đa thì các anh em chắc chắn là sẽ đưa được Omega Dugo với bốc tối thiểu là 5.000 điểm. Khi đó chắc chắn là các bạn sẽ có hồn khí của Omega Dugo cũng như là ghép được Omega Dugo, cái điều chắc chắn. Khi đó thì team hơi perfect thôi, đúng không? Team perfect thôi. Ok, giá ác này siêu hoạt rẻ cho anh em nào xuống này. Giá ác là 650k. Bạn nào mua ác liên hệ với mình theo số điện thoại như link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đây video bán ác tập số 343, một team hết sức là sáng lạ đúng không, dành cho các anh em nông dân VIP cao nhiều nguy cơ. Đây video bán tập số 343.